Tiếp theo trong cái chú bài học về thợ hệ tín hiệu thì ta sẽ tìm hiểu về cái đơn vị thợ. Như bài hôm trước tôi có nói về nơ phông, đúng không? Thì cấu tạo của một cái đơn vị thợ nó được bao gồm một cái quả thợ ấy, nó cấu tạo từ nhiều đơn vị thợ, và các đơn vị thợ này vừa là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng. Đây, lưu ý câu này, vừa là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng, đúng không? Thì đơn vị thợ có cấu trúc thực hiện chức năng là chức năng chính của nó là lọc máu và tạo nước tiểu để nó thải ra ngoài. Mỗi đơn vị thợ thì gồm có cầu thợ và ống thợ, đúng không? Ta xem đây, gồm có cầu thợ và ống thợ. Đây là cái tiểu cầu của nó, cấu trúc của màng cầu thận. À, đây là cái khóa học của mình ấy. Trong kênh YouTube của mình có cái khóa học này. Đấy. Và mỗi đơn vị thận thì gồm có là cầu thận và ống thận. Đầu tiên ta hãy tìm hiểu về cầu thận đi. Cầu thận nó là cái gì? Nó là gồm là quãng cầu Maggi và cái nang Portman, gồm hai cái này. Đấy. Và vai trò của nó là gì? Vai trò nó là làm cái túi bọc quãng cầu. Thấy chưa? Cầu thận thì gồm Manpigi và nang Portman. Thành nang thì có nhiều các lỗ nhỏ. Bây giờ ta hãy tìm hiểu về cầu thận nhé. Đây là một cái tiểu cầu. Biểu mô khoang Portman là ở bên ngoài, đúng không? Và quãng cầu Maggi ấy gồm có khoảng 50 mao mạch xếp song song hình khối cầu, và ngăn giữa các nang và mao mạch là một cái màng lọc mỏng để lọc các chất từ mao mạch sang nang. Ống thận thì gồm đây là cái nang Portman này, đấy, như nó vừa mô tả, đúng không? Còn cái ống thận thì nó gồm cái gì? Ống thận thì gồm ống lượng gần, ống lượng xa, rồi còn cái wire helen này nó hình chữ U. Đây này, wire helen này, đây, nó cong hình chữ U. Và ở đầu lên của wire helen ấy là tiếp xúc với ống lượng xa, cũng là một cái ống bốn khúc. Đấy. Ống lượng xa dịch lọc đổ vào ống gót, và ống gót không thuộc cái đơn vị thận đâu, mà nó nhận dịch lọc từ một số đơn vị thận để đổ vào bể thận. Ở phần tiếp theo là ta tìm hiểu về hệ mạch của thận. Thì động mạch thận, đây là hệ mạch của thận này. Đây này, ta quan sát thấy này, đây là cái tiểu cầu thận. Như ban nãy mình vừa nói, động mạch thận nó gồm có là tiểu động mạch đến, tĩnh mạch ở tiểu thùy, động mạch ở giang tiểu thùy, và nó có một cái ống gót xuyên suốt trong quá trình của nó. Tuần hoàn ở thận như sau. Ta sẽ phóng to lên để xem. Động mạch thận thì được tách ra từ cái động mạch chủ lưng chạy vào dưới ống thận. Vào trong thận ấy, thì động mạch này chia nhỏ
nhiều lần đến mỗi đơn vị thận, gọi là mạch nhỏ đến, và bên trong cầu thận ấy nó lại phân nhỏ thành mao mạch, tạo nên cái quả cầu menin, và các mao mạch của quả cầu tập trung thành các động mạch đi, các động mạch ly tâm ấy. Động mạch đi lại phân nhỏ thành một cái mạng lưới mao mạch, gọi là ống quanh cái ống lượng gần, quay hơi len vào cái ống lượng xa. Cuối cùng thì mao mạch từ ống lượng xa lại tập trung đổ vào tĩnh mạch của thận. Ta có nhìn thấy cái sơ đồ không? Các bạn nhìn thấy sơ đồ, các bạn phát biểu lại xem. Bây giờ ta quay trở lại nhé. Quay trở lại để học lại cái hệ mạch của thận ấy. Đầu tiên là động mạch thận, thận ấy nó tách ra từ cái động mạch chủ bụng, chủ lưng cũng được. Đấy. Chạy tới xuống đủ thận. Khi nó vào trong thận ấy thì động mạch này chia nhỏ nhiều lần đến các đơn vị thận, gọi là động mạch nhỏ đến, động mạch nhỏ đến đây nó chia thành nhiều phần, động mạch nó chia thành nhiều phần, nó vào bên trong này, vào bên trong các nang này, không? Và ở trong cầu thận ấy thì động mạch nhỏ nó lại các động mạch này được phân nhỏ thành mao mạch, nó tạo ra cái quả cầu Meibomi. Trong nó chạy vào cái nang Gottmann này, nó tạo thành cái trong này nó phân ra nhiều cái, đúng không? Sau đó động mạch nó lại phân nhỏ thành cái mạng lưới lưới mao mạch, ống lượng gần, quai hơi len và cái ống lượng xa. Đây nó chạy xuống xuống quai hơi len, đúng không? Chạy quai hơi len cho nó lên lên trên, nó ra tĩnh mạch, và cái đoạn cuối cùng của nó là nó sẽ vào ống lượng xa rồi tập trung đổ vào tĩnh mạch của thận, tập trung đổ vào tĩnh mạch của thận. Vậy thì trong bài này ta lưu ý điều gì? Ta lưu ý những cái như sau: cấu tạo của thận. Một quả thận cấu tạo từ hàng triệu đơn vị thận là một. Đấy. Đơn vị thận có chức năng là lọc máu là hai. Cầu thận thì nó gồm quả cầu Meibomi và nang Gottmann là ba. Nó là một cái túi bọc quả cầu đấy. Quả cầu Meibomi thì nó có 50 mao mạch xếp song song tạo thành cái hình khối cầu. Như với hình vừa nãy mình vừa xem đây này. Và đây tầm gạch chân luôn đấy, cái câu này quả cầu Meibomi thì nó gồm có 50 mao mạch xếp song song hình khối cầu đấy. Cái điều thứ ba chúng ta phải quan tâm đó là ống thận thì nó gồm có ống lượng gần, ống lượng xa và cái quai hơi len, đúng không? Ống lượng xa thì vai trò của nó là cái nơi để cái dịch lọc nó đổ vào, từ từ cái ống lượng xa nó có thể có cái dịch lọc đổ vào ống gót, ống gót chung. Yếu tố thứ tư thứ năm là hệ mạch của thận. Hệ mạch của thận thì đầu đầu tiên là cái động mạch nó tách ra từ động mạch chủ bụng, sau đó nó chia nhỏ vào cái mỗi đơn vị thận, rồi sau đó nó lại vào cái quả cầu Meibomi, rồi nó lại phân nhỏ thành cái mạng lưới mao mạch quanh cái ống lượng gần, qua hơi len và ống lượng xa. Điểm cuối cùng của nó là nó đổ vào tĩnh mạch của thận. Thì bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta nhớ các hình này.
Ok. À, năm kết thúc tại đây.